tay rồi. Thì hình là nổ rồi quý vị nhá. Chúc mừng em Đặng Công và bạn Thắng Nhôm Chợ Chùa đã giao lưu thành công rực rỡ một cái phôi rất quý của em Công Đặng. Đồ rất già quý vị ạ. Hôm nay Video Sai mới được phép đăng lên vì em Công bảo là anh đừng quay để cho em nuôi. Quay lên thì mất. Nhưng hôm nay là bay rồi nên Video Sai mới quay. Đấy. Công ơi, ra chúc mừng gái đang quay. Nói chung là chúc mừng em mất đồ. Anh ơi, ra đồ quý lắm anh ạ. Nhưng mà tôi thì phải nhường lại cho anh Thắng vì anh đam mê hơn em. Anh Thắng Chợ Chùa. Anh Thắng Nhôm ấy không phải là anh nha. Không, nói chung này là trong cuộc chơi Công ạ. Em có một cái rất tuyệt vời, em đi em bắt được đồ quý để đến anh Thắng đến đây là mua lại của em. Đấy là điểm mừng nhất em ạ. Trước tiên là phải cảm ơn em Chiến. Đã tạo tác được cây này từ cổ phôi. À, Chiến nuôi từ lâu vậy thì cả. Em Chiến đi nghiệp gọi là Lâm Đình Chiến đấy. Thì em để cho em cái giá rất chi là ưu ái. Rồi, nhất trí. Em vui mừng anh em. Vậy thì các bạn mua phôi thì nói chung thì ví dụ như có điều kiện về qua em Lâm Đình Chiến hoặc Chiến Dâu ở Ninh Hiệp ấy cũng nhiều đồ quý lắm. Còn đây là một cái phôi Video Sai đánh giá rất quý từ trước giờ của em Công bắt được. Nói chung là chúc mừng bạn Thắng Nhôm ở Chợ Chùa, một người có tâm có tầm quý vị ạ, thật sự là như thế, chuyên đi bắt đồ quý. Bạn sang đây trong vòng có tính ra lúc tôi đứng xem thì khoảng tầm 15 phút thôi là bạn bắt tay được với em Đặng Công rồi. Tuyệt vời. Quý lắm quý vị ạ. Chân bệ, độ chun chảy. Cực quý luôn. Video Sai, Video Sai chia sẻ quý vị nhiễn. À kia, em ơi, đấy, cây long đấy vật hết lá cho anh. Đấy, cây long mới lấy về hôm qua ở trong kìa, giữa sân ấy. Đang nhờ ông em vật cho cái lá để tí cắt dăm quý vị ạ. Cái cốt trực hoành cắt giật rất nhiều từ cả chân bệ cho đến tiếp thân tay cành ra thì đây, mời quý vị các bạn chiêm ngưỡng. Ui trời, chun hết lại quý vị ạ, cắt giật rất nhiều. Thật sự lâu lắm rồi Video Sai mới thấy á, em Đặng Công bắt quả phôi này kính nể luôn. Tuyệt vời quý vị ạ. Chúc mừng em Đặng Công Ninh Bình đã đi săn được một đồ rất quý. Chạy rất đẹp, cũng chạy rất nhiều. Một cái video ngắn thôi nhưng mà có lẽ cũng đầy đủ cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng một cái phôi quý này. Buổi sáng ra Video Sai ngắm phê quá nên là quay quý vị các bạn chiêm ngưỡng. Đây cốt cũ đây. Còn
thưa quý vị các bạn, nuôi cái gì nó chẳng phải có một chút gì đó nó lại màu da đúng không ạ? Chân bóng này quý vị này, ui giời, thân hoành uyên chuyển quý vị ạ, cực kỳ uyên chuyển, đang vén gần hết rồi. Cái chậu cũng rất là đẹp quý vị ạ, hoành kia nó to ra ngoài nó đẹp lắm quý vị nha, là vừa khít chậu với nữa đẩy nó về đằng giữa này khoảng tầm 10 phân quý vị ạ, là cái chậu này ok luôn. Cái màu da cũ này quý vị này, rất là vàng, màu đỏ đồng này quý vị ạ. Và quý vị các bạn ưng cái dáng này với em Đặng Công thì alo số điện thoại 0904 28 28 27, Zalo cũng thế quý vị nha, Facebook là Đặng Công, đẹp lắm quý vị ạ. Một cái phôi video sai cũng đi quay rất nhiều rồi với gập, và cái cốt trực hoành mà được nhiều điểm giật như này. Đang cầu lên, đang lên quý vị ạ. Chưa được em ơi, chưa được cái này tí. Vui quá quý vị ạ. 3 viên một viên. Ở đây mấy viên rồi cậu ơi? 3 viên về 4 viên. À, video sai chia sẻ là cốt quý về chợ chùa quý vị nhá. Về bạn Thắng Nhôm ở chợ chùa. 4 viên là được mà. 4 viên thì càng đỡ thì nó đúng không? Nó lên phát lên luôn mà. Cái chữ bảo con này có phải con đồng không? Từ từ thôi, bình tĩnh nha, làm từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Lên lên rồi. Rồi, thoải mái đi Bình ơi. Rồi, lên đi, lên đi, lên đi. Tới thẳng luôn đi. Luôn. Tới thẳng luôn đi, chuẩn bị ra đi. Đi ra xe đi. Lên đi, lên đi. Lên hàng cao hẳn đấy rồi. Nữa lên, nữa hẳn đấy. Nữa luôn á. Không, nữa, nữa đi, nữa đi. Lên đi, 15 phân con. Thôi, rút ra đây. Thôi, từ từ. Rút ra, rút ra, rút ra. Không, qua đô đã. Không, lên nữa lại vướng đi lên được. Một tí nữa, một tí nữa, hạ xuống tí thôi em ơi. Hạ xuống, hạ xuống. Một phân nữa thôi. Hạ xuống phân thôi. Nhà nhà thôi. Sao mình không kéo cái đô ra ngoài? Vâng, hai bên. Vâng, anh Sử ơi, em chào anh nhá. Em chào anh. Vâng, em chúc anh mạnh khỏe ạ. Cảm ơn em. Bắt được nhiều đồ quý nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng ạ. Chào em. Vâng ạ. Đây nó bị bệnh gì không biết. Không. Bị bệnh mà bệnh gì không biết. Thế à? Quý vị ơi, thì cái này bị sao quý vị nhỉ? Cái bệnh này là cái bệnh về nhà giàu nhá. Bệnh gì nghe? Bệnh gì? Nói với cụ biết nhá, là cụ phải về chợ chùa cụ ngự nhá, Ninh cái Bình. Cái gì mà nó cứ sần chùi. Không chỉ là cụ là xì, xì màu gà. Xui màu gà. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã theo dõi video sai chia sẻ một cái thông tin mà em Đặng Công bắt tay với bạn Thắng Nhôm chợ chùa, một cái phôi rất quý. Quý vị có ưng thì alo lại cho bạn Thắng Nhôm chợ chùa.
xem có giao lưu lại không nhá.